trọng là hợp xã liên tầng hay là liên tầng chính là các bạn có thể là sử dụng hai cái điểm mà mình hai bên đó để đóng vai trò cái điểm đấy, không có một cái khác các bạn sẽ đóng vào kiểu hợp xã sẽ có rất nhiều hơn, tức là tiêu điểm để nhận thực để đăng tin để đó để cái lý do sáng hai bên và có thể là chỉ sơ các vào màu của cái là màu sáng đây thôi, màu tím, màu đỏ, màu cam, màu xanh để làm đó nâng cao có thể là điều chỉnh cái độ tốc suốt của cái màn hình cảnh như này luôn. Chúng ta chọn cái app mà chúng ta để làm thông báo kiểu là tin nhắn chẳng hạn thì mình sẽ là cách thứ nhất sẽ có những cái hiệu ứng ánh sáng màu xanh ở hai bên cạnh của cái chiếc bàn Galaxy A71 và cả hai tiếp theo là cái chủ trì quốc bởi vì là cái chiếc A71 này thì nó là được cài sẵn Android 10 với giao diện là OneUI 2.0, thì có thể là mới nhất hiện nay thì sẽ có những cái chủ trì quốc sẽ có thêm những cái chủ trì nhiều hơn, các bạn sẽ vào cái phần cài đặt phần màn hình luôn, chúng ta sẽ có cái phần là các chiều hướng sẽ có 3 mục, các chỉ tiêu ứng dụng, tức là một cái xe kiểu